Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Sự khác biệt giữa phun xe điện tử và bộ chế hòa khí, hệ thống nào tốt hơn? Xoay quanh vấn đề xe máy hiện nay, có thể nhiều anh em vẫn còn đang thắc mắc hệ thống nạp nhiên liệu giữa phun xe điện tử và bộ chế hòa khí, hệ thống nào hoạt động tốt hơn? Cái sự khác biệt giữa chúng là gì? Hãy cùng chúng tôi tham khảo và đưa ra những ý kiến trong tiết hôm nay nhé. Bộ chế hòa khí. Bắt đầu với một khái niệm bộ chế hòa khí cho xe máy. Nó hoạt động với một nguyên tắc rất đơn giản mà chắc ai cũng biết, dùng để trộn không khí với nhiên liệu theo một tỷ lệ thích hợp và cung cấp hỗn hợp này cho cái phần động cơ xăng. Hoạt động theo nguyên tắc là hoàn toàn cơ học. Để giúp động cơ hoạt động mạnh mẽ hơn, người dùng có thể mở rộng hoặc thay thế cái đường ống nạp nhiên liệu và không khí rộng hơn. Ưu điểm của bộ chế hòa khí đó chính là cái sự đơn giản trong phần thiết kế hệ thống, bởi vì nó hoạt động với một hệ thống cơ học thuần túy. Bất cứ những thợ máy nào cũng thể sửa chữa nó, dễ dàng điều chỉnh nó thông qua cái kim xăng hay gọi là shifter. Nhược điểm của bộ chế hòa khí là không phân phối nhiên liệu một cách kỹ lưỡng, kể cả về lưu lượng nhiên liệu dưới dạng là tơi, xương khi trộn với không khí, có thể gây lãng phí nhiên liệu. Và cái trường hợp mật độ không khí thay đổi vào sáng sớm hoặc trên những vùng núi cao sẽ khiến lưu lượng đầu vào của xăng và gió bất ổn, làm bộ chế hòa khí hoạt động là không bình thường, gây hiện tượng là khó khởi động xe. Phun xe điện tử. Hệ thống phun xe điện tử là một cái dạng kiêu phun được lắp đặt ở bất cứ những vị trí nào trước cái cửa nạp, trước khi vào đốt. Tỷ lệ cung cấp nhiên liệu tăng tùy thuộc vào hộp EQ. Dựa vào các thông số nhận được từ các cảm biến, EQ sẽ đọc và tính toán để đưa ra quyết định cung cấp xăng cho bồn đốt nhiều hay ít, mà làm sao giữ được ranty cho con xe. Ưu điểm của hệ thống phun xăng tử đó chính là dựa trên các dữ liệu thông qua các cảm biến cho cái độ chính xác cao hơn rất nhiều so với cái bộ chế hòa khí. Tiêm là cái cảm khả năng hòa trộn xăng và không khí ở mỗi thời điểm sử dụng một cách chính xác nhất, và có thể thay đổi theo cái tỷ lệ phân phối nhiên liệu theo điều kiện thời tiết bên ngoài toàn diện hơn thông qua cái cảm biến oxy. Nhược điểm hệ thống phun xe điện tử đó chính là cái sự phức tạp của nó, cần có một cái bộ phận trục chặt, và chỉ cần có một cái bộ phận nhỏ trục chặt thôi sẽ dẫn đến cái tính sai lệch, từ đó gây khó chịu cho người sử dụng, như xe sẽ khó nổ, không giữ được ranty hay thậm chí là không thể vận hành được. Cộng với việc anh em muốn điều chỉnh tốc độ cung cấp nhiên liệu của khi phun, bắt buộc phải kết nối với EQ thông qua cái máy tính thiết lập lại tình trạng, do đó phải nhờ những người thợ có chuyên môn rất cao hoặc đã được đào tạo kỹ thì mới có thể chỉnh được vấn đề này. Hy vọng qua clip hôm nay anh em có thể phân biệt tốt hơn về hệ thống phun xe điện tử và bộ chế hòa khí của xe máy. Mọi thông tin gì còn thiếu sót, anh em hãy bổ sung vào cái phần comment bên dưới nhé, để chúng tôi hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.